Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming này. Và Di Khải chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ em ơi. Và hiện tại trong buổi tối ngày hôm nay thì đây là một trận tống kim đầu tiên sau khi gộp server S4 Việt Nam. Và đây là mấy chủ lương sông bạc nha mọi người ơi. Và sau khi góp lại server thì đây là trận tống kim đầu tiên. Và Khải sẽ soi anh em một số cao thủ nằm trên top tống kim anh em xem sơ qua một số add mới nha mọi người. Hiện tại anh em đang xem cao thủ Tu La Chi Hồn nè mọi người ơi. Đây là một add đường môn và trong ngày hôm nay đang đánh cho mình top 1 tống kim nha anh em ơi. Top 1 tống kim với 97 mạng. Anh em cùng xem đồ của anh ta thì như thế nào nha. Đồ thì giá thì server này thì Khải không rõ lắm nên là anh em chỉ việc soi đồ thôi nha. Và giá cả thì đỡ cái từ từ Khải hỏi sâu nha anh em. Khải chưa rõ lắm, nếu mà giá thì Khải sẽ tính nhẹ giá server này thôi. Nếu hai bên gộp lại thì Khải nghĩ nó không đồng đồ như vậy thôi. Ok anh em. Hiện tại đây là đang sở hữu một set đăng bang. Một set đăng bang. Ôi, giá tiền match up 20 này. Nhẫn hồng Mỹ này anh em ơi, nhẫn hồng Mỹ này 30 152. Ui. Và 30 137. Trời ơi, 25 4. Nói chung là set đồ đường môn mà. Nhìn vào là quá nhiều rồi anh em ơi. Anh em nhìn sơ qua, nói chung là set đồ này thì Khải không biết bao nhiêu giá nha anh em ơi. Giá bao nhiêu không biết nha. Tại vì ở server Khải á, như cái set hồng Mỹ, cái set hồng Mỹ như bên server Khải á mà tầm trung á thì nó đã dao động 15 triệu 20 triệu rồi anh em ơi. Còn set này là mát nha anh em. Này, mát này, mát này. Cái này cũng tương đối mát này. Tương đối mát rồi đó, cái này 5% là mát hoàn toàn anh em. Gia truyền thì đang dùng gia truyền cực phẩm thường, không phải hồng Mỹ anh em. Đó thì set này thì Khải bao nhiêu không rõ lắm. Thì nếu mà Khải dự đó thì set này cũng trên dưới 30 anh em, trên dưới 30 set này anh em. Trên dưới 30 anh em biết đâu anh em ơi. Trên dưới 30 triệu á. Và đây, một con ngựa thối phiến Tây vực 1000 máu anh em ơi. Trời ơi, con 1000 máu này cũng dạng độc hàng server đó mọi người ơi. Và vừa rồi anh em có xem set đồ của cao thủ London anh em cũng biết rồi. Bên con ngựa 7% và 1000 máu như thế này, bên cao thủ London Thiếu Lâm á, anh ta đang sở hữu con ngựa này với giá hơn 30 triệu nha anh em ơi. Đó, và không biết con này phải nằm ở giá 30 triệu hay không. Thì Khải cũng nghĩ là chắc nó cũng tầm 30 triệu hơn. Tại vì mỗi server mỗi khác nè. Mà hôm nay là lần đầu tiên gộp về server này thì giá của server này thì con ngựa này thì Khải cũng không hiểu được bao nhiêu. Tại vì anh này bên F4 qua. Đó. Thì cứ nghĩ đơn giản nó tầm 30 triệu đi, hay 30 triệu hơn. Đó, nội con ngựa với xe đồng bang không là hơn 60 triệu anh em. Rồi. Một cái nón kim quang anh em à. Nón này không biết là Khải nghĩ chắc nón này là nón vinh viễn anh em ơi. Như anh em cũng đã biết thì ở server Khải đấu giá cũng như là đua top cá nhân của server Khải á thì cách đây 3 tháng trước thì cái nón này vị trí nó cũng trên 15 triệu anh em. Nón này vị trí nó cũng trên 15 triệu quay đầu anh em ơi. Đó. Nón này cho 15 triệu ở đây. Thì con ngựa cả những cái món vàng thôi, nón 15 này, sẽ đồng bằng 30 hơn này. Khải nghĩ là 30 hơn nhưng mà Khải không rõ bao nhiêu nha. Con ngựa này 30 hơn này. Đó. Tính chút nhẹ nhẹ chúng ta thấy rằng ba mấy món này không đạt hơn 75 triệu rồi anh em ơi. Và anh em đang xem một cái nỏ, trời ơi. Một cái nỏ top 30, sát thương 50, 200 sinh lực và 100% kháng độc 25, sát thương lấy nội công 200. Một cái nỏ mắt pin hoàn toàn. Thì theo Khải thấy thì cái nỏ này sẽ là cái nỏ thời hạn đó anh em, chứ không phải nỏ vĩnh viễn đâu nha anh em. Nỏ này nỏ thời hạn anh em ơi. Như ở server bên đó thì như Khải biết thì khi hoạt động xong thì anh em có thể mở rương ra và sở hữu những trang bị vĩnh viễn thì không có rồi. Thời hạn 30 ngày trở lên. Đó. Thì chắc chắn với anh em rằng cái này là cây thời hạn rồi. Còn vĩnh viễn thì Khải nghĩ là không có cây vĩnh viễn là như thế này rồi anh em ơi. Cái này không khác gì cây vũ khí của thiên hạ nhất bang của mấy mùa trước anh em ơi. Rồi cái này là thời hạn nha anh em. Thì ở server Khải thì tầm vài kim á. Thì cây này thì chắc cũng khá là đẹp anh em ơi. Chắc là anh này thời gian khá là dài đó. Thì không biết là giá bao nhiêu thì Khải nghĩ chắc cũng hơn mười mấy 20 kim cũng có thể là vậy anh em, tại vì thời hạn mà. Nếu mà chịu chơi thì mua vài triệu là bình thường anh em. Rồi. Bao tây 23 vòng thủ và 20 làm chậm. Và 40. Một cái áo 40 chóng 40 chậm, 40 chóng 40 phục hồi. Một bao tay rồi, hiện tại bao tay với cái này được 60 đồng chậm rồi anh em ơi. Bao tay này ở server Khải thì chắc cũng tầm trên dưới 2-3 triệu anh em. 2-3 triệu cây bao tay. Còn bao tay này anh ta mua bao nhiêu mình không biết nha. Đây lưng 25-20. Trời ơi, 25-20 sinh lực 130 và 88 nội lực. Nói chung là đai lưng này, bao tay này với cái nón là đạt móc chón, đạt móc làm chậm 80 rồi anh em. Đạt móc làm chậm 80 rồi. Đai lưng này cũng trên dưới 3-4 triệu anh em, không biết đâu anh em ơi. Đó. Trời ơi quá đẹp, nếu mà mua thực chất thì cái này 5 triệu cũng mua được, đai lưng này 5 triệu cũng mua được. Một đôi giày, trời ơi. Đôi giày mát pin nữa luôn anh em ơi. 21
24 kháng họ và 40 chón. Trời ơi, xếp đôi này không còn gì mà đỡ chờ nè mày. Mắt pin toàn tập cho anh Đường Môn này. Tính sơ qua hiện tại đang sở hữu một cái kỹ năng vẫn có một cấp này. Với lại càng khôn thì ạc này đang sở hữu 3 cấp nha mọi người. Hiện tại bây giờ chưa có công thành đó, nên là chưa có skin của công thành anh em. Chưa có được cầm công thành thì hiện tại chỉ có 3 cấp thôi. Rồi, nói chung là tổng sơ qua xếp đôi này thì Khải thấy áo cũng đẹp này. Trời ơi, áo sinh lực mắt pin chón kháng họ các kiểu. Giày thì 24-40 sinh lực các kiểu. Đồ quá đẹp luôn anh em ơi. Trời ơi. Nói chung là tổng xếp đồ này trên dưới gần 100 triệu anh em ơi. Trên dưới gần 100 triệu anh em. Trên dưới gần 100 triệu anh em ơi. Còn ạc thì Khải chưa tính nha anh em. Ạc này thì chắc là đang top 1 rồi. Không biết là có bao nhiêu đây. Ạc này thì Khải chưa biết có bao nhiêu. Chưa cập nhật trên này được coi đường môn. Chưa cập nhật anh em ơi. Khải nghĩ ạc này cấp khá cao anh em. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Tula Chi Hôn cũng như là Duy Khải của một live chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Một set đồ hơn 100 triệu Việt Nam đồng. Quá chắc luôn anh em ơi. Rồi, đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Set đồ này đạt móc 80 chón, 80 chậm rồi anh em ơi. Gấu cũng được. Đây, Khải set đồ tiếp